ASEAN 19 vừa kết thúc vào tối qua 8/10 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Nhìn lại quá trình thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam, ông đánh giá thế nào? Tại ASEAN 19, thể thao Việt Nam đã đoạt được 3 HCV, 5 huy chương bạc, 19 huy chương đồng và đã hoàn thành chỉ tiêu đạt được từ 2 tháng 5 HCV. Điều chúng tôi hài lòng là các vận động viên đã nỗ lực thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Nhiều môn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ như đội tuyển bắn súng, cổ mây, mỗi đội giành 1 HCV, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Đội tuyển karate cũng có 1 HCV, 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Các môn thể thao không đạt được HCV như thể dục dụng cụ, bắn cung, bóng chuyền đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc của các vận động viên trẻ. Về thông số, thành tích 7 phút 51 giây 44 của Nguyễn Huy Hoàng ở nội dung bơi 800m tự do nam, cao hơn 2,88 giây so với lần Hoàng giành huy chương đồng ở ASEAN 18. Ông cảm thấy tiếc nuối nhất về điều gì của thể thao Việt Nam trên đất Trung Quốc? Ở nội dung 4x400m tiếp sức của môn điền kinh, dù chỉ về đích ở vị trí thứ tư nhưng thành tích 3 phút 31 giây 61 đã vượt qua mức 3 phút 32,36 ở giải vô địch châu Á 2023. Đặc biệt đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đạt vị trí tốt nhất tại các kỳ Asian Games. Dù thua Thái Lan 0-3 ở trận tranh huy chương đồng, đứng hạng tư chung cuộc nhưng đội đã có những chiến thắng làm nức lòng người hâm mộ trước Hàn Quốc, Triều Tiên. Tuy vậy, ASEAN 19 đã kết thúc chắc chắn để lại nhiều tiếc nuối. Một ví dụ điển hình cho sự tiếc nuối này là tay đua Nguyễn Thị Thật ngay trước thềm đại hội. Thật bị chấn thương và mới chỉ tập luyện trở lại được một tháng nhưng đã thi đấu đầy quyết tâm để mong đoạt HCV. Tình thế đoàn đua lúc về đích chia thành hai nhóm, Thật bị kẹt trong top sau nên vận động viên này đã quyết định mạo hiểm rút sớm từ khoảng cách 300m, thông thường sẽ dưới 200m, để cạnh tranh HCV và chỉ thua người về nhất đúng một thân xe. Ở môn boxing, chúng ta đặt rất nhiều kỳ vọng vào võ sĩ Nguyễn Thị Tâm, Hà Thị Linh, còn karate chúng ta kỳ vọng ở vận động viên Hoàng Thị Mỹ Tâm, Đỗ Thanh Nhân, Nguyễn Thị Ngoan. Nguyễn Thị Tâm bị chấn thương từ SEA Games 32, còn các vận động viên khác phần vì gặp chủ nhà, phần vì nhân tố bất ngờ từ Triều Tiên và đặc biệt tâm lý thi đấu căng thẳng nên các vận động viên đã thi đấu không phát huy được năng lực bản thân mình. Phạm Quang Huy xuất sắc đoạt HCV bắn súng nhưng chúng tôi cũng rất tiếc nuối khi Phan Công Minh, Hà Minh Thành, Trịnh Thu Vinh. Trước đại hội, họ tập luyện và thi đấu rất ổn định nhưng khi vào chung kết, vận động viên phải trải qua và bị loại dần sau 12 loạt bắn. Cự ly 1.500m của Kình Ngư Huy Hoàng cũng là kỳ vọng đạt huy chương và chuẩn A Olympic. Hoàng đã bơi với thành tích dưới 15 phút, tuy nhiên vì quá quyết tâm đổi màu huy chương đại hội nên em không giữ được nhịp độ bơi và tối ưu hóa hiệu quả khi quay vòng nên thành tích không đạt được như mong đợi. Một vấn đề thấy rõ là ở kỳ ASEAN 19, các vận động viên Việt Nam bất lợi hơn đối thủ về thể hình, thể lực và chúng ta phải làm gì để giải bài toán này? Hiện chúng ta đã có đề án tổng thể nâng cao thể lực, tầm vóc người Việt Nam. Tuy nhiên việc triển khai đề án hiện chưa được như mong muốn, chúng ta chưa có được sự phối hợp nhịp nhàng từ tất cả các nguồn lực từ y tế, giáo dục tới thể thao nên chưa thể thực hiện được mục tiêu. Huy Hoàng giành huy chương đồng 400m và 800m nhưng không thành công ở cự L. Các cô gái đá bóng của Việt Nam đang đứng trước nguy cơ là đội tuyển Philippines sẽ là thế lực của bóng đá nữ khu vực Đông Nam Á, nhất là với xu hướng nhập tịch như hiện nay. Các nữ cầu thủ Philippines có lợi thế về chiều cao và thể lực để hướng tới mục tiêu cao hơn là Olympic. Ở môn rowing, chúng ta rất mạnh ở nội dung thuyền nhẹ, là môn mang về HCV của kỳ đại hội trước và được tiếp tục đầu tư. Chính vì vậy, Trung Quốc đã không đưa các nội dung thuyền nhẹ vào thi đấu tại Asian Games 19. Các vận động viên thuyền nhẹ phải chuyển đổi thuyền nặng tập luyện từ đầu năm 2023. Ông có thể chia sẻ kỹ hơn về hướng đi tiếp theo của thể thao Việt Nam trong cuộc tuyển chọn tài năng cho các giải đấu lớn sắp tới. Đối với các nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam, để tuyển chọn được vận động viên nữ thi đấu ở môn đua thuyền nặng nói riêng và các môn khác nói chung mà cao 1m80, có tố chất phù hợp là rất khó khăn. Cục Thể dục Thể thao sẽ nỗ lực tìm ra các giải pháp phù hợp. Tuy nhiên, việc phát triển thể thao thành tích cao không phải chỉ trong ngày 1, ngày 2. Chúng ta đã có ngay các nhà vô địch Olympic và châu Á. Đó sẽ là một quá trình cần một hệ thống bài bản. Từ việc phát triển giáo dục thể chất rồi việc xác định môn nào là trọng điểm, cần phải có hệ thống tuyển chọn ở 63 tỉnh, thành và gần như ngay ở các cấp, từ cấp tiểu học đã phải có hệ thống thi đấu, từ đó mới lựa chọn được nhiều tài năng cho thể thao Việt Nam. Các cô gái đá bóng của Việt Nam đang đứng trước nguy cơ là đội tuyển Philippines sẽ là thế lực của bóng đá nữ khu vực Đông Nam Á, nhất là với xu hướng nhập tịch như hiện nay. Các nữ cầu thủ Philippines có lợi thế về chiều cao và thể lực để hướng tới mục tiêu cao hơn là Olympic. Ở môn rowing, chúng ta rất mạnh ở nội dung thuyền nhẹ, là môn mang về HCV của kỳ đại hội trước và được tiếp tục đầu tư. Chính vì vậy, Trung Quốc đã không đưa các nội dung thuyền nhẹ vào thi đấu tại Asian Games 19. Các vận động viên thuyền nhẹ phải chuyển đổi thuyền nặng tập luyện từ đầu năm 2023. Ông có thể chia sẻ kỹ hơn về hướng đi tiếp theo của thể thao Việt Nam trong cuộc tuyển chọn tài năng cho các giải đấu lớn sắp tới. Đối với các nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam, để tuyển chọn được vận động viên nữ thi đấu ở môn đua thuyền nặng nói riêng và các môn khác nói chung mà cao 1m80, có tố chất phù hợp là rất khó khăn.
Cục Thể dục Thể thao sẽ nỗ lực tìm ra các giải pháp phù hợp. Tuy nhiên, việc phát triển thể thao thành tích cao không phải chỉ trong ngày 1, ngày 2. Chúng ta đã có ngay các nhà vô địch Olympic và châu Á. Đó sẽ là một quá trình cần một hệ thống bài bản. Từ việc phát triển giáo dục thể chất rồi việc xác định môn nào là trọng điểm, cần phải có hệ thống tuyển chọn ở 63 tỉnh, thành và gần như ngay ở các cấp, từ cấp tiểu học đã phải có hệ thống thi đấu, từ đó mới lựa chọn được nhiều tài năng cho thể thao Việt Nam.